Kính chào quý vị và các bạn đến với chuyên mục sản phẩm đặc thù Ninh Thuận, chuyên mục do Ban Phát triển các sản phẩm đặc thù tỉnh, Sở Khoa học Công nghệ và Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Ninh Thuận phối hợp thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, thú chơi cây cảnh ngày Tết từ lâu đã trở thành thú chơi tao nhã, một nét văn hóa của người Việt. Tại Ninh Thuận, nho cảnh, nho kiển là sản phẩm vừa lạ vừa độc đáo nên được nhiều khách hàng chọn mua vào dịp Tết đến xuân về. Nho cảnh, nho kiển đang tạo nên một sức hấp dẫn riêng có của vùng đất nắng Ninh Thuận. Chuyên mục sản phẩm đặc thù kỳ này giới thiệu đến quý vị và các bạn vườn nho kiển của Hợp tác xã Nho cảnh, nho kiển A8 ở xã Phú Thuận, huyện Ninh Phước. Những ngày cận Tết Nguyên Đán, các nghệ nhân của vườn nho kiển Hợp tác xã Nho cảnh, nho kiển A8 đang cắt tỉa chăm sóc hơn 3.000 chậu nho cảnh với nhiều kiểu dáng mới lạ, độc đáo để cung ứng cho khách hàng. Tùy vào thế cây, thời gian trồng, số lượng chùm quả, mỗi chậu nho kiển có giá từ vài trăm nghìn đến hàng triệu đồng. Và mỗi dịp Tết, Hợp tác xã xuất bán ra thị trường toàn quốc hàng nghìn chậu nho kiển. Khi mà đến Ninh Thuận thì lần đầu tiên đến vườn nho, mình được tận mắt nhìn thấy những dàn nho này, rồi là những chậu nho kiển rất là xinh đẹp. Ngoài việc có thể trang trí được thì những người chơi nho kiểng có thể thưởng thức ngay những quả nho rất là ngon lành. Và ở vườn nho này thì có vô cùng nhiều các loại nho. Trước kia thì mình chỉ biết là mình mua và để ăn nho thôi, nhưng mình không biết là loại trái đó nó có những giống gì. Nhưng đến đây thì nghe anh chủ vườn nho giới thiệu thì mình biết rằng là ở Ninh Thuận có rất là nhiều giống nho trồng. Và những giống nho này thì được nghiên cứu ở tỉnh Ninh Thuận và được triển khai trồng ở các cái vườn nho. Nghĩ rằng là thực ra là các cái nông sản ở Việt Nam thì có vô cùng nhiều loại, và mỗi một vùng đất có thổ nhưỡng riêng thì sẽ có những loại trái cây riêng. Và với Ninh Thuận thì với cái sự đặc biệt của các cái vườn nho thì mình nghĩ rằng là việc nông sản là những quả nho tươi được trồng và được bán đi khắp các tỉnh thành trong cả nước thì sẽ đem lại những cái cơ hội cho người dùng ở khắp các cái vùng miền khác được thưởng thức những loại trái cây rất là tươi ngon do người Việt Nam mình tự trồng, tự chăm sóc. Hiện tại, Hợp tác xã Nho cảnh Nho kiển A8 có nhiều giống nho như nho đỏ Red Cardinal, nho xanh NH0148, nho ba màu NH01152, nho ngón tay đen với kiểu dáng đẹp để tăng sức hút đối với khách hàng. Để cây nho cảnh Nho kiển có thời gian chơi lâu hơn, đòi hỏi phải chăm sóc đúng theo quy trình phát triển từ cây con cho đến khi ra trái. Hợp tác xã Nho cảnh Nho kiển A8 là mô hình trồng nho kiển rất hiệu quả và sản phẩm đang được thị trường rất ưa chuộng. Từ nghề trồng nho kiển đã mang lại thu nhập 30 đến 40 triệu đồng mỗi năm cho các thành viên hợp tác xã. Như hiện nay là cái chăm sóc đó thì mình nói là thời tiết là do năm nay cái El Niño nó rớt 2 độ, nó nóng. Thì cái cây mình làm nó hơi thấp, mình cắt cái lượng trái nó hơi ít hơn 50 giờ. Đó, nhưng mà giá thì nó cũng ổn định. Dao động ví dụ như tùy theo cây, tùy theo chùm. Ví dụ nhiều chùm thì cái giá nó cao, còn mà ít chùm thì cái giá nó thấp. Nói chung là như bây giờ mua về là cái 2-3 bữa mình chăm nó ra nước, còn phân thuốc là ở đây mình đã vô hết rồi. À, toàn đó là nó chính là bây giờ, như bây giờ là mua về là cái 2 bữa chăm ráo nước, 2 bữa chăm ráo nước là đây đó là nó chính là cho ra cỡ mùng 10 tháng giêng. Rồi xong mình có đất mình đập cái chậu mình thay, mình bỏ ra ngoài mình trồng cho nó bò lên vàng, rồi mình nuôi nữa cắt cành. Ví dụ như khách lấy số nhiều thì cái kết bạn qua Zalo là mình chỉ phân thuốc cho lại cái bài cái cách cắt cành. Nho cảnh nho kiển của Hợp tác xã Nho cảnh nho kiển A8 là sản phẩm vừa lạ vừa độc đáo nên được nhiều khách hàng chọn mua vào dịp Tết. Các chậu nho kiển có thế đứng vững chãi, cành lá xum xuê, có cả lá lọc chồi, có quả xanh, quả chín đỏ, hội tụ đủ nét tứ quý cho một năm, biểu hiện sự an khang, thịnh vượng cho gia chủ trong năm mới. Quý vị và các bạn thân mến, trước khi đến với câu hỏi dành cho khán giả kỳ này, chúng tôi xin thông báo đáp án của chương trình kỳ trước. Bạn hãy cho biết cây măng tây xanh du nhập vào tỉnh Ninh Thuận từ năm nào? A. Năm 2007, B. Năm 2008, C. Năm 2009,
Đáp án chính xác là đáp án C, năm 2009. Hai khán thính giả có câu trả lời đúng và sớm nhất là hai thuê bao số 0918972051 và 0862672963 đã nhận được hai phần quà của công ty trách nhiệm hữu hạn chế biến thực phẩm Thanh Thanh. Vui lòng liên hệ số điện thoại 0259383665 hoặc 0907720108 để nhận quà. Và bây giờ là câu hỏi dành cho quý khán thính giả kỳ này. Bạn hãy cho biết mô hình hợp tác xã nho cảnh Nho Kiện A8 là ở địa phương nào của huyện Ninh Phước? A. Xã Phước Hậu, B. Xã Phước Hữu, C. Xã Phước Thuận. Hai khán thính giả có câu trả lời đúng và sớm nhất sẽ nhận được hai phần quà trị giá 200.000 đồng của hợp tác xã nho cảnh Nho Kiện A8. Kính mời quý khán thính giả tham gia trả lời bằng cách soạn tin nhắn theo cú pháp NT khoảng cách đáp án gửi 0907720108. Trong đó đáp án là các đáp án A, B, C. Ví dụ NT khoảng cách A gửi 0907720108 hoặc gửi thư qua địa chỉ chuyên mục sản phẩm đặc thù Ninh Thuận, phòng biên tập Đài Phát thanh và Truyền hình Ninh Thuận, số 285A, đường 21 tháng 8, thành phố Phan Rang Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận. Điện thoại 0259383665 hoặc 0907720108. Hạn chót nhận câu trả lời vào ngày 17 tháng 2 năm 2024. Chuyên mục sản phẩm đặc thù Ninh Thuận kỳ này do Ban Phát triển các sản phẩm đặc thù, Sở Khoa học Công nghệ và Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh phối hợp thực hiện đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình lần sau.